làm gì ạ? Chỉ cần cô còn sống, tôi không cần tính toán điều gì cả, tất cả những đó nữa. Không được đâu. Tôi cuối cùng cũng được gặp lại cô. Giơ tay chị Hai đâu? Chị Hai đâu? Giơ tay. Hả? Ngon thiệt á hả? Ai cho con vậy? Là mẹ chồng. Đi làm về ẩm mẹ, mẹ năm mẹ ơi, đừng bỏ bé nha. Làm gì à? Người đàn ông của mình cổ lại, tôi không có quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một mình Điêu Lan mà thôi. Ủa, vậy sao sáng nay cô đi đâu vậy? Nếu cậu cậu đứng lần trước, đi xong không vậy thì sao sáng nay cậu ngồi khá hết nè. Làm gì thì làm sao làm ăn đây? Thật Út, cô chỉ thấy hứng thú với người bạn mới quen mà thôi. Dạ, xuống đất, ăn mà lên giường thấy gớm lắm mà. Mẹ ơi. Bé khỉ khọn ghê. Dâu hát đi dâu. Dâu. Cái mỏ làm gì biết không? Mấy nhỏ đâu làm gì à? Bé dâu con của ai à? Khỉ à? Khỉ à?